Tiếp đại sứ Nicaragua Mario Jose Armengon Campos, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh quyết định của chính phủ Nicaragua mở đại sứ quán tại Việt Nam, khẳng định Việt Nam mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị với Nicaragua, đề nghị đại sứ trong nhiệm kỳ của mình sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như khoa học công nghệ, văn hóa, giáo dục, xây dựng, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đại sứ Nicaragua khẳng định sẽ phối hợp với các cơ quan hữu quan Việt Nam mở rộng hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực, cũng như thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa người dân hai nước. Chúc mừng ngài Thorri Espen được bổ nhiệm làm đại sứ Iceland tại Việt Nam. Chủ tịch nước đánh giá cao vai trò và các đóng góp của Iceland trong đàm phán FTA giữa Việt Nam và khối EFTA, cho rằng việc sớm kết thúc đàm phán, ký kết và triển khai hiệp định này sẽ là dấu mốc quan trọng tạo khuôn khổ vững chắc cho hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam và khối EFTA nói chung và Iceland nói riêng. Đại sứ Iceland cam kết trong nhiệm kỳ sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như thương mại, đào tạo cán bộ, năng lượng, thủy sản, du lịch. Tiếp đại sứ Turkmenistan Parahat Hom Madovikduev, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng đóng vai trò cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa Turkmenistan và nhóm C5, 5 nước Trung Á với ASEAN và các nước khu vực. Đại sứ Turkmenistan cho biết sẽ thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực khí đốt, mong muốn doanh nghiệp Việt Nam đầu tư sang Turkmenistan, nhất là lĩnh vực giao thông vận tải, logistics, nông nghiệp. Chúc mừng ngài Evagoras Vryonis đảm nhận vị trí đại sứ Cộng hòa Síp tại Việt Nam. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị tốt đẹp với Cộng hòa Síp và đề nghị Cộng hòa Síp sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU EVIPA, đồng thời nghiên cứu ký kết một số biên bản ghi nhớ trong lĩnh vực lao động, thương mại, giáo dục, tránh đánh thuế 2 lần. Đại sứ Cộng hòa Síp cho biết sẽ nỗ lực trong nhiệm kỳ công tác để làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác giữa Cộng hòa Síp và Việt Nam vì sự tiến bộ và lợi ích của mỗi nước.